đây chính là hình ảnh và bãi trứng đó quý anh chị nha. Đó quý anh chị thấy không ạ? Hiện tại thì sóng biển đang dạt dào và có những viên đá tròn tròn khá là đẹp. Và nhìn phía xa xa thì đó chính là thành phố Quy Nhơn đó quý anh chị ạ. Nước biển thì khá là trong xanh luôn. Quý anh chị khi đến đây vui chơi có thể chụp hình check-in, có thể quay những cái clip và làm kỷ niệm á. Thì cái bãi trứng Quy Nhơn này với những cái nét đẹp nên thơ độc đáo bên bờ biển thì hiện tại ở đây có rất là nhiều du khách gần xa, trong tỉnh, ngoài tỉnh và thậm chí có rất là nhiều khách nước ngoài đến đây vui chơi giải trí. Thì ở đây với những viên đá hình tròn như thế này thể hiện với cái nét đẹp hoang sơ và đặc sắc. Những cái hòn đá mà tròn tròn như thế này đấy quý anh chị ạ, thì không phải dễ dàng gì có được. Qua sự bào mòn của nước biển phải là ít nhất là vài ngàn năm mới có được những cái tuyệt tác như thế này ạ. Thì bãi trứng này còn có tên gọi khác, đó là bãi tắm hoàng hậu nha quý anh chị. Quý anh chị thấy không ạ? Đây chính là một cái góc view nhìn vào thành phố Quy Nhơn khá là xinh đẹp luôn. Và có những cái hàng cây xanh mát. Và đây là khi mà mình nhìn xuống bãi trứng đó quý anh chị. Đó quý anh chị thấy không? Gần bãi trứng thì cũng có rất là nhiều cái bóng cây xanh mát đó, và có những anh chị đang ngồi chơi đó quý anh chị ạ. Thì ở ngay cái khu bãi trứng này, cái thời điểm mà lý tưởng đó quý anh chị có thể đến và tham quan là vào dịp những cái lúc mùa hè đó quý anh chị đó, nhất là cái lúc mùa hè khí hậu ở nơi này nó sẽ mát mẻ trong lành, không có mưa. Và ở đây có những ánh nắng dịu dàng, đặc biệt là nước biển rất là trong xanh, vô cùng thích hợp để quý anh chị thư giãn và khám phá ạ.